bay biển TTP. Đi về nhà thôi. Về nhà thôi anh em ơi. Các bạn.
ok. Hơi bị bốc. Hơi bị bốc. Gió ngang ngang. May em nhìn thấy em giơ chân lên luôn. Ờ đấy đúng rồi, như vậy là chuẩn. Đừng có cho chân xuống là ờ cho xuống là gặp chân chết luôn. Thank you anh, chuyến bay rất là tuyệt vời. Thank you anh phi công, thank you các anh hỗ trợ support. Hello, xin chào tất cả các bạn. Bọn em có thể follow kênh nào để xem nhiều chuyến đi đẹp hơn hả anh? Có thể dù follow kênh cái trang câu lạc bộ dùng lượng và diều bay có động cơ Đông Bắc là một. Hai là hai Sky Chí Linh. Ok. Hai trang đấy. Chúc anh có nhiều chuyến bay an toàn và nhiều cảnh đẹp. Ok ok. Rồi em gửi mũ anh. Phê. Quá phê. Cảm giác vừa bay xong vừa hạ cánh xong. Và bây giờ đến lượt mẫu của mình chuẩn bị bay các bạn ạ. Quay sẵn, cầm sẵn GoPro ấy, không sợ đâu. View khét lắm Yến ạ. Mình không ngờ có ngày mình đã hóa thành flycam như thế. Giờ đến lượt mà bạn mẫu của chúng tôi lên sóng. Ok. Phê, nói chung là phê. Bỏ đi. Để tùy rồi.